Hello, xin chào tất cả các quý bạn và các vị. Về hôm nay đã cũng là khoảng gần tuần nay rồi mình không ra một cái video nào cả. Cũng xin thông báo với mọi người là mình dạo này cũng đã hơi bận về một cái công việc mới, có nghĩa là mình cũng được bạn bè giới thiệu cho một cái mảng công việc trên mạng á. Thì mình thấy thu nhập khá là lớn, nhưng mà mình thì mới bắt đầu làm thôi, cũng chưa biết tình hình như thế nào cả, nhưng mà cũng bạn bè chia sẻ thì mình thấy cũng rất là ham vì tiền rất là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà mình không bao giờ quên cái nhiệm vụ luôn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ra những cái clip mới nhất, cũng như là những cái clip mà chia sẻ đến mọi người những cái điều thiết thực nhất và những cái nó gần gũi với mình nhất. Gần gũi là như thế nào, là mình chia sẻ không có nói theo kiểu lý thuyết quá nhiều mà mình đi vào thực hành nha mọi người. Thì ở đây các bạn đã bao giờ quan tâm đến việc là tại sao cái cây dâu tây của mình trồng trong chậu 2 tháng rồi, nhưng mà từ khi trồng tới bây giờ thì nó không phát triển được bao nhiêu cả, thậm chí nó đang ra hoa luôn đây. Đây, cây này đang ra hoa và cây này đang ra hoa luôn. Mấy cây dâu tây này thì mình vứt lăn vứt lóc cho nên là nó cũng không lên được là đúng. Nói chung là cũng không chăm sóc, chỉ có lâu lâu hứng được ít hạt nước từ trên trên cái vòi nó bay xuống thôi, thì nó cũng không lớn được là bao. Thì mình chắc chắn rằng các bạn trồng dâu như mình thì cũng sẽ gặp cái hiện tượng như thế này đó. Quả bé tí như thế này thì ăn thua gì, đúng không? Cây bé nhưng mà có hoa quả đầy thế này. Những cái biểu hiện này thì gọi như là bạn phải hiểu là dâu tây của mình nó đang bị suy và bị, nói chung là bị thiếu dinh dưỡng, bị kém phát triển và nó bắt buộc phải ra hoa, nhưng mà ra hoa của nó thì rất là bé nhỏ như thế này, thì quả dâu như thế này thì ai ăn được mọi người đó. Còn nếu cái cây dâu mà nó đủ phân đủ nước, đất đít các thứ nó xốp thuận tiện cho rễ nó phát triển thì nó sẽ khác. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem. Đó, giả như mấy cây này đi chẳng hạn thì nó đang ra thì cũng nói đến rồi. Đó. Hoa ra nhiều lắm mọi người. Còn những quả nó ra maximum luôn thì nó có thể to như vậy. Đó. Đó, mình đi ở giữa luôn cho mọi người coi nha. Lâu lâu lại lên hình cho mọi người coi chút xíu. Hôm nay gần Valentine rồi nên cũng có mấy thanh niên vào nhà xin hái dâu để tặng cho người yêu đó mọi người. Mình cũng rất là vui vẻ đón tiếp. Đó. Dâu bữa nay ra hoa thì đã lắm. Mọi người thấy đó. Bên này thì còn đúng một luống giống này thôi. Úi dồi ôi, đây con quả to lắm. Nếu mà dâu tây đủ phân đủ nước, đây là dâu Nhật đó nha, thì nó sẽ phát triển quả rất là to, cái múi đó này. Rất là nhiều múi luôn, rất là to và nặng. Nặng nó biểu hiện là cái việc là dâu tây của mình nó sẽ rất là mọng nước. Mình chỉ nói sương sương qua qua như vậy thôi cho mọi người biết thôi. Còn mình sẽ quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay. Khi quay trở lại với vấn đề chính thì mình khoe cây mít của nhà mình trồng này. Nó rất là bé, chắc nó cao hơn đầu mình chút xíu thôi, nhưng mà nó tới mười mấy quả lận mọi người. Những mít này sai quả lắm. Đó, mít này là mít Thái nha, siêu sớm nha, quả bự. Nói chung là ok. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay. Thì những cây dâu như thế này mình phải xử lý nó như thế nào đây? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý. Chắc chắn là các bạn sẽ gặp thì tình trạng này rồi, mình khẳng định luôn. Những ai trồng dâu là chắc chắn là sẽ gặp. Đó, cho nên là mình hôm nay mình quyết định làm cái clip này để cái clip này để hướng dẫn mọi người là làm thế nào với cái thể loại cây như thế này đây. Muốn phục hồi nó như thế nào đây thì mình sẽ hướng dẫn, các bạn chờ chút xíu nha. Đây, ok, mình đã có một mình thôi nên là mình đã nay là lịch bón phân đấy. Đây, phân bón mới bón đây đó. Nhưng mà mình thấy trời hơi tối rồi, mình cố gắng hôm nay sẽ quay một cái clip này để cho các bạn coi. Thế nhưng mà trời tối nhanh quá nên là mình đang ngừng việc bón phân lại và mình làm cái việc này cho nó mau để quay clip tí nữa úp lên cho mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy ba cây dâu mình trồng vào trong chậu, cây dâu nào cũng như thế thôi.
Thì bộ rễ nó sẽ ăn từ đâu ăn xuống, mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn nha. Đây, mọi người thấy không? Từ đây xuống, từ đây xuống. Và ở trong này mọi người có thể thấy này, những cái rễ này cũng là rễ dâu tây nhưng mà nó bị đen hết rồi. Nguyên do tại sao đen? Đó, vì sao đen? Thì mình giải thích với các bạn này. Thứ nhất, cái chậu này nó rất là hút nắng. Cái cây dâu này mình vứt lăn vứt lóc nó ở ngoài trời á, nên là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều nắng đều rọi trực tiếp từ bên hai má hai thành này, rồi trên này, rồi bên này. Đó là nó sẽ rất là nóng cái khu vực tiếp giáp, đúng không? Mình hiểu cảm quan như vậy đi. Đó, như thế bạn thấy rất là nhiều rễ đen này, rất là nhiều cái rễ nó bị đen. Đó, từ nãy mình quay cho bạn xem đó, đây này này, thì đen là rễ chết rồi. Đó, vậy là nó sẽ nóng những cái này rất nhiều. Nóng bình thường thì không sao, nhưng mà nó nóng quá nó chịu không nổi thì cái rễ nó bắt buộc là nó ủng ra, nó úng ra và nó chết. Nó gặp nước nữa là vô vừa nóng rồi, nó vừa nóng rồi nước nó nóng lên luôn ấy, thì cái rễ của mình sẽ bị hư. Bởi vậy nguyên nhân đó là dẫn đến cái việc dâu tây của mình nó vẫn sống nhưng mà nó sẽ rất là kém phát triển, bởi vì cái bộ rễ của nó không thể mạnh, không mạnh được. Nó bị ví dụ như 20-30 cái rễ nhưng mà bây giờ nó bị hư mất một nửa rồi. À, hoặc là hơn một nửa rồi, thì bây giờ những cái rễ còn lại chỉ đủ sức để nuôi cái cây đó thôi, chứ không thể nào làm mà nó phát triển được to khỏe được, bung lá lên mạnh mẽ được. Đó, các bạn có hiểu ý mình nói chưa? Đó, bây giờ mình nói như vậy nha. Cái thì bây giờ khi mà gặp cái tình trạng như vậy á, này các bạn thấy này, cái rễ nó ăn chỉ được từ đây đến đây thôi, còn cái phần từ đây hết lên là hầu như là không có rễ, đúng không? Hầu như là đâu có rễ cả ba cây luôn. Đó, từ đây xuống đây là có thôi, còn từ đây lên là không có rễ, đúng chưa? Đó thì bây giờ cái đầu việc đầu tiên là mình phải bóc cái chỗ này ra. Đó, mình có kinh nghiệm làm cái này rất nhiều rồi, cho nên mọi người cứ yên tâm nha, không có lo cây chết cây chóc gì đâu. Dâu tây là một cái trong những cây rất là khỏe mạnh luôn. Đấy, mình sẽ bóc như thế này ra, mình quay một tay và một tay mình làm đó, mọi người thấy chất không? Mình chất chơi không? Đó, giờ chờ xíu nha, mình phải để máy điện thoại xuống đã. Ok, sau một lúc thì tay mình đã thành như thế này rồi. Đó, bình thường mình mang bao tay vì dạo này tay của mình nó cứ bị hư á, bị bóc da tay ra nhiều á, nó bị nói chung là nó bị nứt nẻ ra đấy. Nhưng mà cái vấn đề này thì ai làm vườn làm rẫy thì đều trải qua hết rồi, mình cũng phải trải qua cái việc đó. Thì khi mà bóc xong cái cây dâu tây thì mình có một cái cây dâu tây như thế này mọi người. Đó, có nghĩa là mình sẽ bỏ hết những cái phần ở dưới đáy lên đi, mình chỉ lấy từ ngọn, từ gốc xuống khoảng cỡ 15 phân thôi, 10-15 phân thôi. Đó, mình bóc, thậm chí là mình phải làm cái đất của mình nó tơi ra như thế này luôn này, chỉ có dính lại một ít đất thôi, dính lại một ít đất thôi và một cái nhúm rễ này thôi. Đó, những cái rễ nào đen thì các bạn làm kỹ thì các bạn, những cái rễ nào đen mình có thể dùng kéo mình cắt tỉa hết, để lại những cái rễ trắng nó còn sót lại thôi. Thì mình làm như thế này đấy. Các bạn lưu ý nha, bình thường mình hướng dẫn vô trong cái chậu như thế này á, thì mình sẽ lót phân ở dưới, nhưng đối với những cái chậu như thế này thì mình không được lót phân. Mọi người hiểu chưa? Lót phân vô thì nó sẽ chạm những cái rễ tơ này ra mà nó mới bị đứt á. Nó mới bị đứt thì nó là cái vết thương mà, y như con người mình thôi. Vết thương do dao cứa hoặc là do chảy máu ra, mà mình gặp muối hoặc gặp phân thì nó sẽ sót, rất là sót, và nó sẽ bị loang lở ra rồi nó không có lành được vết thương. Mọi người hiểu chưa? Nên là không được bón, không được lót phân vào trong cái lỗ, trong cái chậu như thế này. Đó, trong cái việc trồng lại đó thì mình không được lót phân. Sau đó thời gian mình cây lớn lên mình mới bón lại cho nó, chứ không được bón vào lúc này nha. Mọi người nhớ giùm mình nha. Đó, cái việc này rất là quan trọng. Bón phân vô thì nó rất dễ là chết cây của mình. Đó, đó thì xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi, vô chậu cho nó. Đó, mình phải đặt ướm thử đã. Mình ướm thử như thế này. Ủa, chỗ này tối quá nhỉ, có chỗ khác quay sáng rồi. Đây, chỗ này sáng sủa hơn này. Đó, bắt đầu mình đặt cái cây mình vô như thế này, mình thấy là ok này, vừa tầm này đấy, vừa tầm rồi đấy.
rồi mình mới cho đất nó vô. Mình sẽ để đây luôn cho mọi người nha, lâu lâu mình quay clip mình sẽ quay những cái cây này cho mọi người xem nó có lớn hay không lớn này. Đó, để mọi người chứng chứng thực này, người thực việc thực này, cây thực này, chứ không phải là quay lên cây xấu bắt đầu mai mốt quay ra cây đẹp đâu, không có. Mình kinh nghiệm làm việc này rồi nên mọi người hãy yên tâm. Mình hướng dẫn cho mọi người hiểu rõ hơn, nắm bắt rõ hơn về các cái kỹ thuật trồng dâu tây thôi. Từ cây con, cây lớn rồi bây giờ những cái cây suy mình cũng phải hướng dẫn. Chứ bây giờ mình cứ hướng dẫn mấy cây đẹp mãi. Ai cũng quay lên cây đẹp hết mọi người, đâu ai quay cây xấu của mình đâu. Nhưng mà mình phải quay cây xấu thì người ta thấy người ta trồng cái cây xấu của người ta mới so sánh với cây xấu của mình chứ. Bây giờ mình cứ đi quay cây đẹp, người ta đâu có cây đẹp như mình đâu mà mình quay. Đúng không? Mình quay cây đẹp thì người ta nhìn thôi chứ người ta cũng đâu có làm gì được, người ta đâu có học hỏi được cái gì. Thì mình phải quay những cái góc khuất, những cái cây xấu của mình lên cho người ta xem. Thì người ta mới biết được, người ta học hỏi. Chứ quay cây đẹp như người ta toàn quay trái, quay hoa rồi đó. Thì đồng ý những cái đó thì nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sướng mắt. Nhưng mà mọi người sẽ không học tập được cái gì ở đó cả. Đó, mọi người hiểu chưa? Nên là mình phải đi sâu và đi sát vào quần chúng nhân dân đó mọi người. Đó, đi sâu đi sát vào trong quần đó. Đó. Đây, thế này đấy, mọi người thấy chưa? Đó, giá thể mình trộn thì mình trộn như bình thường thôi, gồm có chấu nè, gồm có phân bò nè, chấu phân bò với đất, ba gọi như là nguyên liệu chính. Chậu mọi người trồng về lâu về dài thì không nên chọn cái chậu như mình đâu. Chọn cái chậu thứ nhất là nó phải rộng, có nghĩa là cái bán kính nó phải rộng chút xíu. Thứ hai là nó phải có chiều sâu chút xíu, tại vì nãy mình đã quay cho mọi người xem rồi đấy. Cái chậu của mình thì tương đây, khoảng chưa được gang, nó khoảng 17-18 phân mà chiếm hết khoảng 5-6 phân là gì nhỉ? Là cái rễ nó không có ăn được rồi, đúng không? Cái rễ nó là ăn từ 5-6 phân đất trở xuống mà nó đâu có ăn lên đâu. Cho nên là mình mấy cái đó là mình phải chọn cái chậu nó có chiều sâu chút xíu. Thì rễ nó phát triển, nó ăn được lâu hơn, nó bền hơn. Đấy. Chứ mọi người chọn mấy cái chậu nó to nhưng mà nó bè, nó dẹp ấy, thì nói chung là dâu mình nó không được lâu mọi người ạ. Đấy, mình làm một tay mọi người thông cảm nha. Chắc kiểu này phải tuyển thêm một bàn để quay phim cho mình thôi. Để mình làm cho nó chất. Mọi người sẽ thấy được các tả thao tác tay của mình luôn. Nhưng mà mình lên hình xấu lắm nên là mình không thích lên hình, mình thích quay cây của mình hơn, cây đẹp hơn nên là mình quay cây. Thế còn mình thì xấu lắm. Với lại vợ không cho lên hình. Vợ bảo anh quay cây thôi, anh đừng quay mặt anh nhìn xấu lắm. Thế mình chỉ biết nghe lời vợ thôi mọi người. Mình đâu biết cãi, đâu dám cãi đâu. Ok. Đây mình tạm thời để đây vì bây giờ thời tiết nó cũng hơi tối trời rồi, bây giờ mình phải dọn dẹp về thôi. Tối nay còn có cuộc hẹn cà phê với anh em cây khế. Mọi người biết anh em cây khế không? Mọi người biết anh em cây khế không? Là những thằng bạn chơi với nhau đó. Ok. Và hôm nay mình đã hoàn thành xong cái mục tiêu là quay cái clip này cho mọi người rồi. Và mọi người cũng hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông thông báo ngay cái nút đăng ký đó. Rồi thứ hai là nếu thấy video này hữu ích thì mọi người hãy cho mình xin một like, chứ không cần phải chia sẻ đâu. Chia sẻ cũng được nhưng mà xin like để mình vô lấy đó làm động lực để mình ra các cái video tiếp theo cho mọi người xem. Cô chú anh chị thấy nếu thấy hợp lý thì ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ mình phải đi vô tắm rửa các thứ rồi đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video tiếp theo. Ở cái video bật mí này, ở cái video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cách tự làm phân cho gia đình. Có nghĩa là tự làm phân xanh cho gia đình đấy. Mình có thể bón rau, bón cây cối ăn quả rồi bón cả dâu tây nữa. Nhưng mà thôi, để ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ làm cái video đấy. Nói thế thôi chứ cũng chưa đến bao giờ. Nhưng
Để ok, ngày mai mình sẽ cố gắng triển khai sớm nhất cho mọi người để nó ra cái kết quả. Mình ví dụ ngày mai mình làm nè, rồi bắt đầu 5 7 ngày sau mình quay lại, mình quay cái thành quả của mình thì mọi người có thể nhận nhận biết được sớm hơn, đúng không? Xin chào mọi người nha. Bye bye.